trang Lan miền lĩnh biên phòng cho hộ bịa dấu Penh hát tàu dầu xe hai tút nông mệt tàu. Tốt dù diệt tháo lùi hấu men rùi. Có tiểu lời trình giáo bữa bún có làn sẻng Penh, kéo các động tác điều lệnh dâm tiểu đoàn hộ liền Penh trên xe dẫn ông con. Điều bún có làn miền lún bộ đội biên phòng tu hộ tiểu tổ lợi chính. Có chiến sĩ sau dầm địa mến quốc giảng như trời. Lành chiến cho lũng công sĩ cháy liệm kéo trang tập bùm ở Nam của xã hội chủ nghĩa. là một chiến sĩ mới thì tôi cảm thấy rất vinh dự. Nhà làm sao chiến sĩ di kình hai tu nằm bè tàu tu biệt dấu bộ đội biên phòng. Nhà làm phái tài di ở đồng đồng xe lá ói bộ đội biên phòng dê lủi men. Hát lại di hộ lưu tiệm nhảy họ di cản phía sâu lên mình cháu bèn. Di biển ai di ham chân xuất trạng hộ lên. trong kế di nhây mùa tỏi cho lũng công sang tập bùng biên di tời dấu can khẩu hiệu đồn với hang piao phiên nhị tẩy hang cản nhị tẩy pung trám phí biên màn với hang chia mua miền xin lầu dấu pun chà làn cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng ăn trên hiêu mà hải lực khu giang tiêu công gì có yêu tỏi dấu thông xe phục vụ pun miền màn giấu công gì dâm hai năm tập pung biên nhị tẩy bùng trọng bảnh vân covid tập chua bảng khâu mắc cun chà làn cán bộ chiến sĩ giảm mình quý khâu dấu sung công gì tụ phai Tôi đã gắn bó với lực lượng bộ biên phòng vẫn bó biên giới Hà Giang được 33 năm. Dì pháo cháu bộ đội biên phòng dìm hồi giảng xanh tụ phá giải pháp nhà ngã. Dì bươi nhé con sĩ chính dìm như thòng trang quý. Bé kéo chân miền mạng dìm tập bụng biên di tẩy cháu trang lũng tập bụng biên di tẩy quốc gia. Trong lại dầu án tham mưu bố cấp ủy chính quyền tại bụng cháu lũng con sĩ phát triển kinh tế xã hội, củng cố trang vân quốc phòng an ninh dấu công sĩ vẽ như bữa kéo trên miền màn ơi can tiểu lệ trình đồn vẽ hang cản như peo kia gì tẩy hang cản như tập bung miền tráng phế vẽ hang chế mùa chiên mùa tỏi quá trình thực nhiệm vụ khẳng định sự gắn bó giữa bộ đội biên phòng và đồng bào dân tộc biên giới như cái, cái khẩu hiệu chúng ta đã biết đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt các tiểu thị công sĩ tu cán bộ chiến sĩ biên phòng xấu chọn kế miền màn diêm, chọn miền màn nhàn chọn miền màn dấu công dấu xì hộ công miền dấu phí như và trực tiếp tham suất dầu các chương trình giới liệm lang xuân việt sang phong miền trộm dấu béo diêm, dấu tỏ hôn bữa pun miền màn dấu nhàn hóp dùng uy tạc xanh diệu can khoa học kỹ thuật cả sĩ tu quang thảo bộ đội biên phòng xanh trang can trên tham suất giới liệm củng cố hệ thống chính trị diêm cơ sở mai xỉa làn tham soát dấu hội đồng miền màn cấp quyền diệp lụa làn dấu diêm cấp xỉa thị trấn biên dị tời pha chợ phấy làn cán bộ cha thi mình dấu xỉ diêm cọ xỉa thị trấn biên dị tời trang dấu phó bí thư đảng ủy xỉa quế lại cháy liệm tu biên phòng cả vân cấp kéo thế trận an ninh diêm tập bung biên dị tời các cái địa bàn xã biên giới nói chung trên địa bàn tỉnh hà giang rất là khó khăn. Những cái ngày đầu Có năm xỉa dâm chủ tập bùng biên gì tờ dù họ dạng xanh với kênh là xịt khâu. Y chi lệnh xỉa nháng dìa pháo nai cho xỉ. Tông là chán hoi với chảo tàu mình tài chính hào khâu ở tại Miền màn dâm tập bùng biên gì tờ dê nhẩm khiêu dầu chính hào ai. Mãi trăm lần của hòa phun hạ quảng mắt tháo họ tòng tổ sâu. Dê nhê bần xin giả xuất chá. Nếu dê ánh tu các vị chính quyền tập bùng kêu chóng phí miền màn phong thánh. Dê dâm quyến tập bùng cháu xỉ khá chẳng dê giả xê cháu xung công xỉ tục phai cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân thì tôi đã dần dần làm quen với cái địa bàn của xã được nhận nhiệm vụ công tác. Quang khao vẽ lại, bộ đội biên phòng giả mạnh heo ham, há nhùng con sĩ ánh khao mẹ quân cho cha rồi thả xuống. Có làn có dự tỏ trang sĩ hao phát huy lộ hòi về quầy treo lỗng rời châm dừa lực lượng biên phòng, tỏ lý nhau dầu lỗng công phục vụ bún quốc giảng, phục vụ Pun biên bàn.